Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái video này để thông báo với tất cả những người đang làm việc ở bên Ả Rập Xê Út này được biết là hiện tại Ả Rập Xê Út đã đóng cửa một số nước cấm không cho nhập cảnh, trong đó có Việt Nam. Thì không phải chỉ riêng với những người mới chuẩn bị cấp visa, mà với tất cả những người đã có visa và hiện đang về phép hoặc là về chơi ở Việt Nam, đã có vé để bay sang hoặc là chuẩn bị bay sang, tất cả đều bị dừng hết các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là nếu như các bạn trước khi đi sang bên này hiện tại bây giờ, thì các bạn hãy liên hệ với công ty ở bên Ả Rập Xê Út hoặc với trung tâm môi giới ở bên Việt Nam để được hướng dẫn. Trước khi các bạn ra sân bay là các bạn phải điện trước để hỏi xem là bây giờ là tôi có đi được không, hoặc người ta giải quyết như thế nào đó, ví dụ như gia hạn visa hoặc là hủy vé. Chứ tránh trường hợp như các bạn không hủy vé là các bạn ra là vé nó không có hiệu lực đâu các bạn ạ. Người ta cũng các hãng đấy nó tự đóng cửa luôn, nó cũng không cho mình đi. Thì hôm qua công ty mình có một số bạn sang về phép, và đến ngày bay sang thì lúc lên sân bay người ta báo là đổi sang lịch trình sang đi hướng khác, và sau đó là đợi lại 1-2 ngày sau nó lại đi. Nhưng đi thì có mấy trường hợp, có trường hợp là bay được đến sang Thái Lan, nhưng từ Thái Lan người ta lại không có chuyến nào để bay sang Ả Rập Xê Út cả, tại vì Ả Rập Xê Út người ta không nhận chuyến bay từ Thái Lan. Và có một số bạn nào bay từ Việt Nam, từ Nội Bài bay sang Malaysia, sau đó sang Malaysia là lại mắc kẹt ở bên đó, vì bên đó là người ta cũng bị cấm nhập cảnh từ Malaysia sang Saudi. Vậy là có một số bạn là chưa biết, tới đây còn rất nhiều người chưa biết là bên này là đã bị đóng cửa, là các bạn vẫn ra sân bay. Như vậy là rất chi là mất thời gian, nó tốn kém thêm rất như là nhiều. Thì nếu các bạn chẳng may mà ra sân bay rồi mà được như là nhân viên người ta báo là hủy chuyến, thì các bạn nên có hướng giải quyết. Các bạn hỏi người ta là thế bây giờ cái vé này của tôi là bị hủy thì chuyển sang chuyến nào, hoặc như nào đó hoàn lại tiền hay làm sao, thì các bạn hỏi nhân viên của cái hãng đấy, người ta sẽ trả lời các bạn. Còn nếu các bạn mà đã chót đi sang một nước thứ hai rồi, ví dụ như Myanmar hoặc là Thái Lan, mà các bạn không bay tiếp được nữa, thì các bạn sẽ điện về cho công ty hoặc cho trung tâm môi giới của các bạn ấy, là người ta sẽ giải quyết nó vé cho các bạn. Một là người ta sẽ ứng tiền để mua vé cho bạn quay lại Việt Nam, hoặc là phía công ty ở bên Ả Rập Xê Út này sẽ chịu trách nhiệm mua vé cho các bạn quay lại. Và các bạn lên cũng thông tin cho trung tâm môi giới hoặc công ty cái số lương và số visa của các bạn, để người ta sẽ gia hạn visa cho các bạn. Không có thì cũng thời điểm này cũng chỉ biết khi nào là hết dịch, khi nào là người ta sẽ mở cửa dần lại, thì là làm cho cái visa của bạn hết hạn là các bạn không sang bên này được. Thế còn về phía cộng đồng người Việt Nam ở bên Ả Rập Xê Út này, thì mọi người hãy cứ bình tĩnh và an tâm, tại vì là bây giờ chúng ta có đi đâu thì cũng vậy thôi, đi bất cứ chỗ nào cũng đều là có dịch. Thì tốt nhất là chúng ta hãy ở trong nhà, hạn chế tối thiểu ra ngoài đường hoặc ra đi siêu thị. Mình không có cái gì cần thiết mình tốt nhất là hạn chế đi, vì cũng không biết là nguồn lây bệnh nó lây từ đâu, thì cho nên là ta cứ phải phòng tránh trước. Vì với điều kiện là mình ở bên này tiếng tăm thì ít, nếu như ở Việt Nam thì nó dễ hơn, bác sĩ Việt, bệnh viện Việt thì nó dễ, còn bên này tiếng tăm nó bất ổn đồng cái ngôn ngữ ấy. Nếu chẳng may có một ai đó bị bệnh thì cái ngôn ngữ rất chi là khó cho việc chữa trị cho các bạn.
thì không còn cách nào khác mà các bạn nên hãy cẩn thận, giữ gìn vệ sinh tập thể, mỗi người có một cái ý thức tốt, tự bảo vệ cho sức khỏe của mình và cộng đồng. Các bạn ở nhà mà có cái chương trình mà chuẩn bị bay sang bên Ả Sút này, các bạn cũng lên cẩn thận nhá, tại vì hiện bây giờ là người ta đã đóng cửa rồi, thì các bạn nào đấy mà có cái chương trình đi thì lên cân nhắc trước khi đóng tiền và làm các thủ tục các bạn nhá. Cái này là ý kiến riêng của mình tham gia như vậy. Còn ở bên này mình đi khám, mình đi học an toàn người ta phổ biến thì chúng ta lên hàng ngày lên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và xoa tay bằng cái chất diệt khuẩn. Người ta nói là rửa tay ít nhất phải được 4 đến 50 giây một lần rửa tay và uống nhiều nước, uống nước ấm các bạn nhé, thì giữ cho cổ họng mình nó không bị ấm, nó không bị lạnh. Nếu các bạn bị viêm họng hoặc là bị làm cơ thể các bạn lạnh, các bạn sẽ có nguy cơ nhiễm cao hơn là cái người người ta có sức khỏe tốt, để kháng tốt hơn. Các bạn lên lúc nào cũng chuẩn bị cho mình một cái sim số có thể gọi được, và nếu tốt nhất là các bạn sim của bạn phải có tài khoản, có số tiền ở trong đấy để gọi được các bạn nhé. Nếu như trường hợp khẩn cấp, các bạn có thể gọi công an hoặc là cấp cứu trên chính cái sim của các bạn, không có tiền các bạn vẫn gọi được trên cái đường số điện thoại, trên cái đường dây nóng đấy. Và đặc biệt thì các bạn hãy có số, làm sao các bạn phải lưu được cái số của Đại sứ quán Việt Nam ở bên Ả Sút này, để trong trường hợp cấp bách, trường hợp khẩn cấp các bạn cần sự trợ giúp. Ví dụ như là cần phiên dịch hoặc cần một cái gì đó nó liên quan đến người Việt, các bạn có thể gọi số của Đại sứ quán hoặc trên các cái, nếu các bạn không có số điện thoại, các bạn có thể lên cái nhóm cộng đồng người Việt ở Ả Rập Xê Út này, thì các bạn sẽ lên đấy các bạn hỏi, thì người ta sẽ có trong đó, trên đó có rất nhiều người có những số điện thoại của những cái nơi chịu trách nhiệm, các bạn hỏi trên đấy người ta sẽ cho các bạn. Hiện tại đến hôm nay thì ở bên này người ta đã thống kê được 45 trường hợp bị nhiễm rồi các bạn ạ, cũng lên tương đối là nhanh. Và hôm nay thông báo của Ả Rập Xê Út này đã đóng cửa rất nhiều nước, không cho nhập cảnh ở bên này, là có cả đó, trong đó có cả châu Âu và những nước xung quanh đất nước Ả Rập Xê Út. Chúng ta đừng nên quá hoang mang, ai nếu mà có hiện tượng ví dụ như mà sốt hoặc ho cứ đi khám sức khỏe bình thường, sau đó là người ta sẽ làm các xét nghiệm. Các bạn tâm lý các bạn đừng sợ là phải cách ly các bạn nhé, tại vì nếu các bạn mà cứ giấu bệnh, chẳng may các bạn bị thì cái thời gian nó ủ bệnh là sẽ làm nguy hiểm cho các bạn. Nếu các bạn đi sớm hơn thì cái đảm bảo sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Vì cái bệnh này ở Việt Nam mình chữa hầu như là khỏi 100%, còn bên này thì cũng chưa có trường hợp nào xấu nhất xảy ra. Người ta chỉ thống kê là số người bị và số người chữa trị thôi, cũng người ta chưa nói đến số người thiệt mạng. Thì mình nghĩ ở bên nước bên này nó thời tiết bắt đầu nóng lên như này thì có thể cái virus ở bên này nó sẽ ít phát triển hơn, nó sẽ nhanh chóng được dập. Hôm nay nhiệt độ nói chung là ở đây các bạn thấy ngoài trời cũng rất là nắng rồi, nó trên tầm khoảng trên 30 độ rồi, nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Thì cuối video này mình cũng chúc tất cả các bạn ở bên Ả Rập Xê Út và tất cả kiều bào Việt Nam ở trên thế giới có một sức khỏe thật tốt trong mùa dịch, để không bị dịch bệnh, kiểm soát cơ thể mình.
Các bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký để ủng hộ kênh của Văn Dũng. Văn Dũng xin chân thành cảm ơn và sẽ cho ra các cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.